rất ít người thích nghe tôi tâm sự. Tuy nhiên là những cái này nó lại liên quan đến cuộc sống của các bạn, liên quan đến việc thay đổi vận mệnh các bạn ấy. Những hành động rất nhỏ nhưng mà lại liên quan đến thay đổi vận mệnh. Nên là hôm nay là tôi xong chờ lịch này, xong văn khấn này. Văn khấn thì chắc chắn phải chờ lâu vì họ bảo còn mấy trăm cuốn chưa bán hết, nên là có lẽ phải ra Tết. Đấy, nói chung là bớt sức ép đi. Thì còn một số hồ sơ của khách hàng thì chiều nay tôi mới làm tiếp, nên là sáng nay ra ngồi cà phê chia sẻ với các bạn một chút về thay đổi vận mệnh các bạn ấy. Làm thế nào để thay đổi vận mệnh từ những cái hành động nhỏ nhất của mình. Đầu tiên thì tôi kể một câu chuyện của một anh. Thì anh có thể anh quan tâm đến phong thủy nên anh xem rất nhiều kênh, thì anh cũng làm cả sinh cơ cải vận rồi. Thì anh lúc tôi nói mấy ông làm hàng giả hàng nhái cho tôi ấy, thì thực ra trước đấy anh cũng hay vào soi và anh nói họ, nhưng mà tôi không quan tâm. Thì anh vẫn thỉnh thoảng anh cứ nhắn, anh nói dài là tôi thường thì ai mà nhắn dài là tôi không đọc các bạn nhé. Các bạn cứ nghĩ là kể lể chia sẻ với tôi những thứ nó dài dài, mà thường thì tôi chỉ thích đọc những thứ nó ngắn ngắn nữa, đi vào trọng tâm thôi. Nhắn dài và đọc rất là mệt các bạn. Xong mình lại ví dụ cả một đoạn dài này mình lại phải luận ra xem là cái ý chính họ nhắn là gì, các bạn hình dung không? Nên là nói chung là nên nhắn thì nên nhắn đi vào trọng tâm. Ngay vợ tôi thế, nhắn cái gì mà dài này tôi bỏ qua luôn, tôi không đọc. Xong tối về hỏi tôi là không thấy nhắn, không thấy trả lời. Thì tôi cũng nói thẳng là những cái gì mà dài là next luôn, bỏ qua luôn, không đọc. Thế cho nó dễ các bạn đỡ mệt. Nên là nhiều người cứ nghĩ là nhắn dài giặc, nghĩ là ở trên Zalo nó có cái trạng thái là đã đọc thì nghĩ là tôi đọc, tôi không đọc đâu. Tôi chỉ lướt xem nhắn cái gì, nhưng mà thấy dài là tôi bỏ luôn, mắt không nhìn vào nên là không đọc thấy một cái gì hết. Nhưng cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là khi hôm qua, thực ra tôi làm thì tôi không để ý đến quảng cáo. Thì hôm qua tôi vào tôi mới xem phân tích kênh thì chỉ có 48% người xem kênh của tôi là bấm đăng ký, còn lại là 52% mọi người không đăng ký. Thì quay lại cái câu chuyện cái anh mà cứ cóp những cái linh tinh gửi cho tôi mà tôi không xem ấy, thì hóa ra là như thế này. Nếu các bạn thực sự thấy cái gì hữu ích thì các bạn nên đăng ký, nên like, nên share cho mọi người. Còn khi mà các bạn share những thứ linh tinh ấy, thì tự nhiên là thuật toán của YouTube nó hiểu rằng bạn đang thích cái này, đúng không? Tại vì bạn share mà, bạn share thì YouTube nó có phải là người đâu, nó xây dựng bộ máy và nó thấy bạn share có nghĩa là bạn hứng thú với điều này thì nó sẽ đề xuất cho bạn. Thế là tự nhiên là những cái thứ tương tự nó sẽ hiện trên, bạn mở YouTube ra những cái thứ đấy nó hiện trên trước mắt bạn rất là nhiều. Bạn xem yoga thì một loạt yoga nó hiện lên trước mặt bạn. Bạn xem bất động sản thì một lô bất động sản hiện lên. Thế nên là có ông xem rất nhiều nhưng mà lại đầu không để vào, không hình dung đi trách tôi, tức là đi xem bất động sản linh tinh nhiều quá. Thì khi bật cái clip của tôi lên thì nó nhảy ra cái quảng cáo bất động sản, học bất động sản cái gì đấy. Thì đáng nhẽ phải xem nhiều rồi, phải có kinh nghiệm, phải hiểu đấy là quảng cáo của nơi khác, đúng không? Thì ông không biết, ông nhảy vào ông chửi luôn, bảo tắt ngay cái quảng cáo bất động sản đi, tinh tường lắm đấy. Ông đi xem khắp nơi, ông xem quảng cáo bất động sản linh tinh thì YouTube nó mới đề xuất ra cái quảng cáo tương ứng với cái ông đang xem, đúng không? Ông không hiểu, ông quay lại ông trách mình. Nên là các bạn mà xem cái gì vào mạng, các bạn xem cái gì, các bạn nên chọn lọc những thứ hay ho, có lợi cho các bạn đăng ký, theo dõi, chia sẻ. Bạn chia sẻ cái tốt thì YouTube nó mới đề xuất những cái tốt vào kênh của bạn, con cái bạn mới được xem cái tốt. Còn bạn cứ
cứ đi soi những cái xấu, thì YouTube nó lại đề cập những cái xấu cho bạn xem, đúng không? Và bạn không nghĩ là hay, bạn lại copy những cái xấu bạn chia sẻ cho người khác, bạn nói ở thế này thế kia, cuối cùng là YouTube nó hiểu à, ông này ông đang quan tâm đến cái xấu. Nên là cái kinh nghiệm tôi chia sẻ với các bạn trong cuộc sống ấy, đừng quan tâm đến cái xấu. Đó là lý do tại sao tôi nói ngay cả các bạn đọc báo ấy, ngày xưa tôi nói rất nhiều những bạn học phong thủy, kể cả đọc báo, đừng bao giờ chia sẻ trên Zalo, Facebook những cái tin cướp này, giết này, hiếp này, những cái gì mọi người rúng động giật mình, các bạn đừng bao giờ quan tâm. Ví dụ tôi nhìn tin, tôi lướt tin thấy à, tôi biết ở đây có tai nạn, tôi biết đang có dẫm đạp chết người ở Hàn Quốc, rồi tôi cũng có biết là có gọi là sập cầu Ấn Độ, tức là mình đọc tiêu đề mình biết thông tin thôi. Mình biết là thế giới nó đang xảy ra, xung quanh nó đang xảy ra cái gì, nên là cái gì mình biết. Tuy nhiên là đi vào chi tiết thì mình quan tâm là cái gì, đúng không? Tại vì mình đọc nhiều cái đấy, tự nhiên là gì, YouTube nó đề xuất tất cả. Bạn xem cái xấu nhiều ấy, thì tự nhiên là tất cả các kênh nó đề xuất cho bạn. Thậm chí bây giờ các bạn hình dung, có những cái lúc là tôi nói là tôi chỉ nghĩ trong đầu, tôi đang định mua một cái gì đấy thôi, thì tối về tôi bật lên, tôi đã thấy quảng cáo của đấy ở ngay trong này rồi. Các bạn hình dung không? Nó có thể qua sóng não hoặc qua tiềm thức, qua thế nào tôi không biết, nhưng bây giờ quảng cáo nó rất là tinh vi. Tôi chỉ nghĩ trong đầu tôi cần mua cái gì, tối về trước khi ngủ tôi bật ra 5-10 phút, rất nhiều những cái sản phẩm đấy nó hiện luôn lên trong này. Nên các bạn đừng nghĩ là các bạn nghĩ không ai biết, các bạn nghĩ xấu, tất cả những cái quảng cáo xấu nó sẽ hiện trên đầy kênh của bạn. Nên là các bạn nên nghĩ đến cái tốt, các bạn chia sẻ cái tốt. Cái gì xấu các bạn đừng có chia sẻ và đừng có bàn luận về nó. Đấy là tôi khuyên các bạn chân thành. Nhất là đừng có nói với tôi. Tôi nói rồi, tôi không bao giờ quan tâm bất cứ một ông phong thủy nào đâu. Nên là các bạn đừng copy link gửi cho tôi, đừng chia sẻ, đừng bàn luận. Tôi có một cái đặc tính là không bao giờ ngồi bàn luận với người khác, về người khác đâu các bạn. Từ nhỏ không bao giờ tôi bàn luận về người khác. Ở lớp học mọi người đang ngồi nói xấu người này người kia, tôi đứng dậy tôi nhổm đít tôi đi chỗ khác luôn. Hoặc là như tôi nói, họp lớp mà mang lại lợi ích thì gặp bạn bè vui thì tôi gặp, còn gặp bạn bè mà lớp cũ tôi cứ gặp là ai không đến là vắng mặt người nào, cứ mấy chị em cứ lôi ra nói xấu rồi bịa ra đủ chuyện liên quan đến họ. Và tôi cũng nói thẳng là nếu mà họp lớp mà chỉ đến thì toàn nói xấu nhau như thế này thì không bao giờ tôi đến nữa. Và đúng như vậy, tôi không bao giờ tôi đi họp lớp nữa. Vì họp lớp không phải là chỗ là chỉ để gặp để nói xấu nhau các bạn ạ. Riêng tôi là những cái gì nó xấu tôi mình không bao giờ cho vào đầu. Nên là khuyên các bạn chân thành nhé, các bạn muốn cải vận, muốn cuộc sống của mình tốt đẹp thì hãy xem những thứ tốt đẹp, nói về những điều tốt đẹp, chia sẻ những điều tốt đẹp. Giống ví dụ tôi bây giờ mới để ý đến âm nhạc, trước đây tôi không bao giờ tôi xem âm nhạc, không bao giờ xem ca hát các thứ đâu. Bây giờ thì tự nhiên tôi thấy cái hiện lên cái gì mặt nạ, là ca sĩ mặt nạ gì tôi thấy hay hay thì thỉnh thoảng tôi xem. Thì tôi thấy nhiều người vào bình luận chê bai các thứ kinh lắm. Thực ra là cũng giống như cái gì hoa hậu gì ấy, tôi cũng không để ý tôi xem thôi. Tôi thấy mọi người đang ầm phản đối rồi chê rồi chửi rồi unfollow rồi các kiểu. Thực ra là nên là ở người ngoài, người nước ngoài người ta nhìn vào thì người ta nhìn người Việt chúng ta theo một cái góc độ nó không thực sự tốt đẹp. Tại vì mọi người thường theo một trào lưu mà, khi chê là mọi người chê tràn vào, mọi người cho một sao, tức là còn hò nhau vào cho một sao, nó rất là không hay các bạn. Mình chỉ nên nghĩ đến cái tốt đẹp, cái gì xấu thôi mình bỏ nách qua. Ngay ở chỗ tôi thế này, chung cư tôi những có rất nhiều những chuyện xấu các bạn, xung quanh xã hội mà có rất nhiều chuyện xấu. Mình thấy cái gì nó nguy hại chung đến cộng đồng thì mình báo ban quản lý xử lý, còn nếu mà mình thấy nó chả đâu vào đâu thì thôi bỏ qua. Cuộc sống mà các bạn, mỗi người mỗi vẻ, quan tâm làm cái gì, nó động chạm đến quyền lợi chung của cộng đồng thì mình
gọi điện, email cho ban quản lý hoặc là nó động chạm đến quyền lợi sát sườn của mình là mình phải nói luôn, các bạn hình dung không? Còn những cái thì trong xã hội nó rất nhiều chuyện, các bạn không nên bao đồng và cũng đừng quan tâm đến những cái chuyện xấu, vì mình không giúp ích được, đúng không? Mình không cải tiến được, mình không làm gì được thì tốt nhất là đừng nói chuyện, đừng bàn vì nó làm cho nó xấu thêm. Nên là trong phong thủy cũng thế, tôi khuyên các bạn chân thành, các bạn đừng chạy khắp 5-10 kênh các bạn xem để so sánh ông này ông kia. Đúng lúc đầu các bạn có thể so sánh, à bạn không biết ông Linh này so với ông khác nói như thế nào, nhưng mà khi các bạn thấy ai nói hay hơn thì các bạn nên chỉ theo một kênh thôi, các bạn đừng có xem khắp nơi. Các bạn thấy tôi hay các bạn đăng ký ủng hộ, các bạn thấy không hay các bạn thôi, các bạn đừng có xem. Không, tôi rõ quan điểm thế các bạn. Tôi có bao giờ đi xem kênh phong thủy của người khác, không bao giờ tôi đi tôi xem. Vì mình biết là người ta học từ dân gian ra mà, người ta học từ dân gian, người ta xem mấy cuốn sách rồi người ta đi nói, nên là không thể so những cái người mà không cùng đẳng cấp với mình thì không bao giờ tôi xem. Mình xem làm gì? Mình biết chắc là người ta không bao giờ bằng mình nên là mình xem làm gì. Giống ngay cả trong đá quý, tôi thấy không ai giỏi tôi nhảy ra nước ngoài tôi học thạc sĩ giám định luôn, nên là bây giờ đi so với người khác tôi chả so, vì người khác không thể học hành chuyên sâu, giám định đá quý không học chuyên sâu bằng mình, nên là mình không bao giờ mình xem. Phong thủy cũng không thể đào tạo bài bản bằng mình, không bao giờ tôi xem. Xem những cái ông không đào tạo bài bản bằng mình xem là gì? Ví dụ bạn bảo à, ôi em mới lập cái kênh này em nói này thì có thể tôi vào tôi xem bạn làm như thế nào, đúng không? Còn lại tôi quan tâm làm gì? Ngay cả giải trí tôi còn không có thời gian tôi xem, đúng không? Thì tự nhiên tôi đi xem kênh khác. Nên là ngay cả những bạn mà mua sách xong làm bài tập mà cứ gửi cho tôi không bao giờ tôi đọc đâu. Mà gửi nhiều quá ảnh hưởng đến tôi đang làm việc trên màn hình, nó cứ nhảy tinh tinh tôi khó chịu quá là tôi còn block luôn ý. Mình những cái đơn giản bài tập mình phải tự làm, nhưng bây giờ tôi cứ ngồi chia sẻ với thầy, đúng không? Cái gì nó thực sự quan trọng, thực sự hay ho thì chia sẻ. Đấy, nên là các bạn thấy hay các bạn nên đăng ký ủng hộ, nên chia sẻ những cái clip của tôi mà bạn thấy hay, chứ đừng đi chia sẻ những cái clip nó chả đâu vào đâu cả. Còn bây giờ thì tôi mới bắt đầu vào làm tiếp, chia sẻ tiếp đến phần vận mệnh các bạn nhé.